Truyền thông khắp châu Á đồng loạt nói về trận thua đầy quả cảm của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Iraq. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, những chú sư tử Lưỡng Hà đã có màn ra mắt hủy diệt 5-0 trước Indonesia, cùng chiến thắng gây chấn động 2-1 trước Nhật Bản, như một lời tuyên bố đanh thép về sức mạnh của Iraq tại bảng D vòng chung kết Asian Cup năm 2023. Không chỉ là về mặt tỷ số, đại diện Tây Á vượt trội đối thủ về tất cả mọi mặt. Thể hình, sức mạnh, tốc độ, khả năng áp đặt thế trận. Các cầu thủ Iraq chiến thắng trong những tình huống tranh chấp một đấu một, kiểm soát bóng tốt và triển khai lối chơi tấn công rất đa dạng. Tối nay ngày 24 tháng 1, dẫu phải nhận thất bại trước tuyển Iraq tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng cổ động viên Iraq và báo chí khắp châu Á vẫn dành những lời tưởng thưởng, tán dương cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzy. Trên trang Twitter chính thức của Hiệp hội bóng đá Iraq, người hâm mộ đội bóng Tây Á tỏ ra vô cùng sốc vì đội tuyển Việt Nam đá hay thế. Tờ Win-Win Sport đã đánh giá rất cao về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuzy. Tờ này viết, tuyển Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, họ có những cầu thủ xuất chúng tài năng và huấn luyện viên người Pháp Philippe Chuzy đã tạo dựng phong cách chơi bóng mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam khi đề cao khâu kiểm soát bóng. Tuyển Iraq đã phải rất vất vả để có được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Dù các bạn đã thua, nhưng chúng tôi, những người hâm mộ bóng đá Iraq, luôn dành sự tôn trọng cho các bạn. Chúc các bạn sẽ gặt hái được những thành công trong chặng đường sắp tới. Người hâm mộ Ali Reza Beranvan thì nhận định rằng, chúng ta hôm nay chơi không thực sự tốt, Việt Nam khá nguy hiểm ở các pha phản công. Họ đã có những tình huống có thể làm thót tim người hâm mộ bóng đá Iraq. Nếu như những tình huống đó dẫn đến bàn thắng, thì có lẽ thầy trò huấn luyện viên Jesus Casas sẽ phải ngậm ngùi khi kết thúc trận đấu. Cổ động viên Hossein Hosseini thì viết, Việt Nam là đối thủ khá mạnh mẽ, họ chơi phong cách giống Hàn Quốc. Hôm nay tuyển Iraq đã khá may mắn, không dễ để thắng Việt Nam. Các bạn là đội bóng rất phát triển. Hẹn gặp lại các bạn ở các giải đấu tiếp theo. Cổ động viên Milad Mohammadi thì viết, chúc mừng đội tuyển Iraq, xin chia buồn với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzy. Các bạn đã làm rất tốt, không sao cả, Việt Nam cố lên. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iraq Jesus Casas cũng phải ngả mũ khi thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay, nhưng ngày hôm nay chúng tôi mới là đội may mắn hơn. Dù chúng ta đã giành chiến thắng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng huấn luyện viên Philippe Chuzy rất giỏi. Ông ấy đã và đang phát triển những nét mới về lối chơi của bóng đá châu Âu đến Việt Nam. Tuyển Việt Nam có những cầu thủ nhanh, khéo léo, phối hợp và phòng thủ tốt. Việt Nam là đội bóng chất lượng cao, đó là một đội bóng tốt. Minh chứng là việc tối nay chúng tôi đã phải rất vất vả để có được chiến thắng trước họ. Trên trang mạng xã hội của bóng đá Đông Nam Á, nhiều cổ động viên đến từ Thái Lan, Malaysia cũng bày tỏ sự ủng hộ với Việt Nam. Một cổ động viên Thái Lan bày tỏ, Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời trước Iraq, một màn trình diễn đáng tự hào của Việt Nam trước đội bóng mạnh khu vực. Các bạn đã chơi tốt, nỗ lực lên Việt Nam. Một cổ động viên người Malaysia thì chia sẻ, đội tuyển Việt Nam đã thua trước những gã khổng lồ Iraq, nhưng tôi vẫn ủng hộ các bạn. Dù sao hãy ngẩng cao đầu nhé Việt Nam. Một trận đấu tốt của Việt Nam, Malaysia luôn ủng hộ Việt Nam. Cố lên Việt Nam. Tờ báo tiếng Thái Siam Sport News cũng khen ngợi đội tuyển Việt Nam là tập thể có kỷ luật, chiến thuật trên sân và nhất là tinh thần thi đấu quả cảm. Việt Nam là một trong những đội tiến bộ nhất Đông Nam Á, dù không có cầu thủ nào chơi ở các giải đấu lớn. Với sự tiến bộ đó, Việt Nam đã khiến cho Iraq phải rất chật vật để có được một trận thắng. Chúc các bạn những điều tốt nhất. Báo chí Thái Lan đã gọi Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á. Tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng, tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng trước Iraq. Dù thua thì Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á trong con mắt tất cả mọi người. Gửi những lời chúc từ Thái Lan, chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam. Những trang báo Trung Quốc cũng ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzy. Tờ 163 giật tiêu đề. Việt Nam có trận thua quả cảm và thế giới thấy cách các bạn chiến đấu. Tôi yêu tinh thần của các cầu thủ Việt Nam. Họ luôn mang trong mình tinh thần chiến binh số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Rồng vàng đã khiến cho những gã khổng lồ Tây Á đổ mồ hôi hột. Trong khi đó, báo Pháp cũng hết lời động viên huấn luyện viên Philippe Chuzy sau khi thất bại trước Iraq trên sân vận động Jassim Bin Hamad, Qatar, tối ngày 24 tháng 1. Hàng loạt tờ báo Pháp đã khâm phục tinh thần chiến đấu không từ bỏ ở bất cứ hoàn cảnh nào của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzy. Tờ Le Monde Sport của Pháp viết, xứng danh nhà vua Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chiến đấu đầy quả cảm, tuyệt vời ý chí tuyển Việt Nam. Iraq đã chơi với 200% sức mạnh mới có nổi chiến thắng trước rồng vàng.
Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq ở lượt trận cuối cùng vòng chung kết Asian Cup 2023. Bình luận về thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF có bài viết: Đội bóng trên giải đất hình chữ S khiến Iraq phải đối mặt muôn vàn khó khăn. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier đã trình diễn lối đá tấn công đẳng cấp thế giới. Các bạn thua trong tư thế ngẩng cao đầu, hãy mạnh mẽ lên và tiến bước về phía trước, các chiến binh sao vàng. Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lại ấn tượng bởi điểm tựa phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam. Trang chủ AFC có đoạn viết: Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier chơi bóng một cách thanh thoát và đầy nguy hiểm. Họ đã không ít lần khiến cho khung thành của Iraq chao đảo. Những lời tán dương và động viên trên trang chủ AFC và AFF là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier ở vòng chung kết Asian Cup năm 2023. Chặng đường dài vẫn còn ở phía trước, rất nhiều mục tiêu đang cần đội tuyển Việt Nam chinh phục. Chúc cho huấn luyện viên Philippe Chuzier và đội tuyển Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công ở những giải đấu sắp tới. Chứng kiến màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời của đoàn quân huấn luyện viên Philippe Chuzier, huấn luyện viên Kiatisak ngả mũ trước tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam. Dẫu thất bại trước Iraq ở lượt trận cuối cùng vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng các chiến binh sao vàng đã để lại ấn tượng đẹp về một đội bóng kiên cường, không biết sợ trước bất cứ đối thủ nào. Sẽ nhiều người nói về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Iraq bằng hai chữ là quả cảm, nhưng thực sự để nói về họ là hai từ ấy không đủ. Chúng ta chỉ có thể nói họ thực sự xuất sắc. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay một cách khách quan, chứ không phải lời khen ngợi dựa trên những bất lợi mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier phải chấp nhận khi bước vào lượt trận cuối này. Đó là sự xuất sắc đến từ đội bóng có phẩm chất mà còn chinh phục hoàn toàn trái tim tất cả người hâm mộ. Dưới góc nhìn của mình, huấn luyện viên Kiatisak cho rằng sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Thái Lan cần học hỏi nhiều điều từ các cầu thủ trẻ Việt Nam để phát triển hơn trong tương lai. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Chuzier cho biết: Chúng tôi đã thua 2 trận và không còn khả năng đi tiếp, nhưng toàn đội vẫn giữ vững động lực vì có hai lý do. Thứ nhất là bảo vệ màu cờ sắc áo, danh dự ở cấp độ châu lục. Thứ hai, trận với Iraq cũng là nền tảng để đội tuyển chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 với Indonesia vào tháng 3 tới đây. Theo đánh giá của huấn luyện viên Philippe Chuzier, trong hai trận đấu vừa qua ở vòng bảng Asian Cup năm 2023, các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ, cá tính, dám chơi bóng. Ông nói, các cầu thủ không bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng. Đây là điều họ cần giữ vững cho trận đấu ngày mai, cũng như hai trận tại vòng loại World Cup vào tháng 3. Tôi thừa nhận và chịu trách nhiệm về kết quả của đội bóng. Tôi hiểu được cảm xúc của người hâm mộ sau hai trận thua vừa qua. Nhà cầm quân 68 tuổi chia sẻ thêm, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là tạo ra năng lượng mới để đối đầu tốt với các đội hàng đầu châu Á. Đây là điều không hề dễ dàng. Ông phải chọn cách tiếp cận mới, chọn các cầu thủ có tinh thần mạnh mẽ, dám chơi bóng một cách chủ động. Dù thua, nhưng ông vẫn thấy được những điểm tiến bộ ở các cầu thủ trẻ. Thời điểm hiện tại, đội đã bị loại, nhưng các cầu thủ đã cho thấy tinh thần và thái độ tốt. Chuzier nhấn mạnh, mọi người ở ngoài có thể có góc nhìn khác về kết quả của đội tuyển, nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực để tiến bộ hơn mỗi ngày. Trong bóng đá, kết quả đôi khi đến từ những sai số. Tôi muốn củng cố những gì mà các cầu thủ đã làm được ở hiệp 2 trận Indonesia và sự vượt ngưỡng khi đối đầu với Nhật Bản. Đối với trận gặp Iraq, chúng tôi vẫn giữ tinh thần chiến đấu đó. Đánh giá về đối thủ Iraq, huấn luyện viên Philippe Chuzier cho rằng đội bóng Tây Á hoàn toàn đủ khả năng để cạnh tranh xuất dự World Cup. Huấn luyện viên Philippe Chuzier nói, đừng quên Iraq từng là nhà vô địch châu Á, họ đang thuộc top 5, top 6 châu Á, cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út. Họ có thể là ví dụ để chúng tôi phát triển theo. Toàn đội đặt mục tiêu sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất trước đối thủ mạnh là Iraq, trước khi khép lại hành trình tại vòng chung kết Asian Cup năm 2023, như lời chia sẻ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tại buổi họp báo. Đội tuyển Việt Nam đã bị loại, nhưng mỗi khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển, đối với chúng tôi luôn là vinh dự và trách nhiệm. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở mọi trận đấu. Tôi và toàn đội hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam.
Chúng tôi sẽ nỗ lực và hy vọng rằng sẽ trở về nước với một kết quả tích cực. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.